khắp nơi nơi, dọc miền đất nước. Ở đâu có đồng bào dân tộc, nơi nào có làng bản, nơi đó có hình ảnh chiếc gùi. Chiếc gùi gắn liền với đời sống của bà con dân tộc, từ con đèo của vùng núi phía Bắc đến mảnh nương cửa rừng của miền Trung và trên những đồi cà phê cao nguyên đất đỏ. Họ gùi sản vật mùa màng, gùi củ rừng lá bếp. Có người còn nói rằng, có khi đó là cả một gùi vui, gùi buồn trên vai thu lượm từ cuộc sống của người đồng bào. Mỗi dân tộc có cách làm gùi khác nhau. Chào bình minh cao nguyên Đại Ngàn. Đồng bào Xin là một nhánh trong dân tộc Cơ Ho, sống chủ yếu ở cao nguyên Lâm Đồng. Không ai biết từ bao giờ chiếc gùi có mặt trong đời sống của người Xin. Chỉ biết rằng từ khi sinh ra, người Xin đã thấy chiếc gùi hiện diện trên lưng mẹ, lưng cha, trên nương rẫy, trong bếp và ngoài vườn nhà. Biết cách đàn gùi cũng tự nhiên như hơi thở và là kỹ năng cần có của người đàn ông trụ cột trong nhà. Ngày xưa không học ai cả, mà nhìn bố mẹ đàn gùi rồi học. Không biết từ bao giờ mình học được và đến bây giờ mình vẫn cứ làm như thế. Hồi nhỏ mình chưa biết đánh gùi thì mình cứ phải mang gùi của bố mẹ. Khi lấy vợ lấy chồng rồi thì tự mình phải có trách nhiệm, mình phải tự làm mới có mà mang. Cứ đi xin của người ta, hay giờ đi mua của người ta, 300.000 cái nhỏ, 700.000 cái lớn thì xấu hổ lắm. Ở Đạ Tông, Đam Rông, nơi đồng bào Xin sống đông đúc, thì ông Nera Habang là người đan gùi có tiếng. Theo kinh nghiệm của ông, thì người đan gùi giỏi là chiếc gùi phải cứng và khít chặt. Gùi có khe hở là không đạt yêu cầu. Thường thì sau những trận mưa đầu mùa, cây lở ô, cây mây, cây nứa không non, không già mà vừa phải. Những cây có gióng dài, cong, dẻo, đó là lúc thích hợp nhất để lấy về làm gùi. Muốn làm cái gùi thì đầu tiên phải lên rừng kiếm lựa cây lở ô. Không lấy cây già, cây non mà lấy cây vừa, rồi đi kiếm cây, lột cái vỏ bên ngoài. Rồi kiếm loại cây rừng khác, ngâm lấy màu và đắp bùn lên. Rồi thành màu đen thì chẻ lỗ ô, vót và đan. Người trong nghề chuyên nghiệp nhìn gùi biết người giỏi hay không giỏi. Nếu không giỏi, nhìn đường nét sẽ không khít, mềm không cứng. Còn người giỏi thì gùi cứng, bền, khít, giờ lên không thấy ánh sáng bên trong. Dụng cụ trong đan gùi, ngoài xà gạt, dùi nhọn để dùi lỗ, dao nhọn có cán cong rất sắc bén dùng để chuốt sợi mây, vót nan, còn có khung đan sử dụng tạo dáng cho gùi. Khung thì có hai loại, khung tròn và khung vuông, và có kích thước to nhỏ khác nhau. Cái này gùi được khoảng 8 kg, cỡ lớn thì được hơn 20 kg, 30 kg. Dùng được 3-4 năm mới hỏng. Gùi được phân làm hai loại, một loại có nắp dành cho giới thượng lưu, còn gùi thường để dành đi làm, đi chơi, hoặc đi đâu đó múa trong các lễ hội có sử dụng, và bây giờ trở thành quà tặng cho bạn bè, anh chị em. Để đan gùi phải dùng hai loại nan, đó là nan xương và nan thường. Nan xương chắc và nhỉnh hơn, phần giữa của nan chừa to bản để đan phần đáy gùi. Nan xương rất quan trọng, nó quyết định kích thước và độ cứng của gùi. Tùy theo từng loại gùi cần đan mà người ta tạo nan có độ dài khác nhau. Gùi được bắt đầu đan từ đáy. Khi đan, người ta dùng nan xương cho chừa phần to bản ở giữa đan phần đáy trước. Khi đã đan xong phần đáy, người ta bắt đầu làm móng gùi,
gọi là glamon. Móng là hai đoạn cành sim rừng hoặc lỡ ô to bằng ngón tay trỏ hoặc nhỏ hơn một chút. Hai đầu được vạt nhọn, cây móng được cắm chéo ở chính giữa dưới đáy gùi và cài chặt vào bốn góc ở đáy gùi. Sau khi gài xong cây móng, người đan phải dùng động tác thật khéo léo, vừa đan vừa bẻ góc, uốn cong nan xương để bắt đầu lên thân gùi. Sau đó người đan bắt đầu cài khung để đan thân gùi. Đan tới đâu thì dịch khung ra tới đó. Khung giúp cho thân gùi được tròn đều hoặc vuông đều từ đáy lên đến miệng. Hoa văn trên thân gùi cũng được hình thành dần. Đan gùi không dễ đâu, giờ còn bận cả việc nhà, việc nương, phải 5 ngày, có khi 7-8 ngày mới xong một cái gùi. Các hoa văn trên gùi là từ chính con vật hay cây cối từ xung quanh làng bản, đời sống ở đây. Đây là con rắn này, nó rất nhanh nhẹn. Đây là cánh của con đại bàng, nó rất khỏe. Đây là cánh bướm, ở đây các con suối rất nhiều bướm, rất là đẹp. Sau khi đan xong phần thân gùi, người ta tiếp tục làm vành miệng, kết quai gùi, làm đế gùi và dây giàng. Tất cả các khâu này đều được tiến hành khá tỉ mỉ và rất khéo léo công phu. Cái này nếu mà làm thì chắc có 2-3 tiếng vậy. Đấy, cái dây mà mây to cỡ này này, cứ như mình sắt lại. Thế mấy cứ như nó bền. Nếu mà lấy cái lỗ thì quấn thì chắc có 2-3 ngày đi thì chắc nó gãy luôn cái này. Ở cái miệng này thì quan trọng nhất. Quan trọng bởi vì chỗ này coi như mang, coi như nặng, coi như nó ép như thế này á. Bị nó gãy hết đây này. Thì nếu mà giờ mưa thì coi như hay để trong mưa thì hay thối cái đít này. Để miết trong mưa á. Phải thối cái này, nó hỏng hết rồi. Chân gùi này là đặc trưng, chỉ có người Xin mới làm theo cách này. Nhìn hình dáng của cái đáy này, có thể biết ngay đó là gùi của người Xin Cơ Ho. Họ lấy cây lỡ ô, ngâm 2 ngày cho mềm để có thể uốn được. Dùng sợi mây để cột vào đáy gùi. Trong những ngày đi rừng, gặp mưa hay đựng những sản vật bị ướt, thì cái đế khiến cho ráo nước, không dính bùn và đồ trong gùi vì đó mà khô ráo, không bị hỏng. Nhưng mà làm lâu nhất và công phu nhất là cái dây đeo này. Nó là cái nhỏ nhất mà làm phải lâu lắm. Cây mây phải vót, phơi, rồi vót lại như thế này, rồi mới tết vào với nhau. Sau đó gắn vào cái miệng gùi. Nếu mà không gắn được thì chỉ gùi đi vài lần là đứt ra, không đeo được đồ đâu. Với một số gia đình, sau khi đan xong thì người ta mang gác trên giàn bếp một thời gian. Lúc này khói và bồ hóng ăn vào các nan gùi, tạo ra hai màu đậm, nhạt, rõ rệt. Gùi không chỉ là vật dụng, không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người Xin, thể hiện người đàn ông chịu khó lo toan cho gia đình. Mà nó còn giữ vai trò rất quan trọng trong các dịp tổ chức lễ hội của dân tộc. Và khi con cái họ lập gia đình, thì cũng nhiều gia đình còn lấy chiếc gùi là vật dụng để ban tặng cho con cháu về ở rể bên gia đình nhà vợ. Nhưng đáng tiếc, hiện nay những kỹ thuật tinh xảo của đan gùi hoa đang có nguy cơ bị thất truyền, và hầu như chỉ có những người già là còn biết đan gùi. Giờ tất cả ở đây chỉ có chừng 50 người biết đan đẹp thôi. Lớp trẻ giờ thiếu kiên trì lắm, lại đi làm xa, ít ở nhà. Với lại họ lãng quên. Họ ngồi đan một tí thì kêu đau chỗ này, đau chỗ kia. Mỏi vai lắm, mỏi lưng lắm, cả tay nữa. Ông thấy cũng buồn. Đàn ông thì biết đan gùi. Dân tộc mình phải gắn với cái gùi này. Bây giờ nếu ai mà muốn học thì sang nhà tôi dạy cho. Hiện nay, đời sống của đồng bào đã khác trước. Nhiều người có xe máy hay vật dụng thay thế chiếc gùi để mang vác. Nhưng vật dụng đó
làm sao có thể mang được hơi thở, nét văn hóa và tâm hồn người làng Tây Nguyên? Làm sao có thể bền bỉ đi cùng người đồng bào như chiếc gùi đã từng miệt mài trên vai người đồng bào Xin chừng đó thế hệ? Giữ nghề đan gùi là giữ nét văn hóa của người đồng bào Xin Cơ Ho. Thank you.